Alo cả nhà alo, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ở mời channel rất là nhiều. Trời hôm nay u ám quá, mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Miền Nam chỉ riêng Texas thì có 8 thành phố. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ở Wichita Falls, thì Wichita Falls ở Kansas đó, các chủ đất đang cố gắng ngăn chặn một cái hồ chứa mà cái thác này coi là quan trọng. Cơ quan quản lý tiểu bang phải đối mặt với quyết định về việc có phê duyệt giấy phép xây dựng một hồ chứa mới mà Wichita Falls cho là rất quan trọng, bảo đảm đủ nước cho khu vực hay không. Và một chủ trang trại cho biết, hồ chứa được đề nghị sẽ cắt ngang tài sản và làm ngập các khu vực trang trại cô cần đến để chăn thả gia súc. Một người khác cho biết nó sẽ làm ngập vùng đất tổ tiên của gia đình ông từ những năm 1880. Một người khác cũng cho biết ngôi nhà thời thơ ấu của con anh, nơi tạo ra nhiều kỷ niệm của gia đình, cũng sẽ chìm trong nước. Họ tới Austin hồi năm ngoái để lên tiếng phản đối một cái hồ chứa rộng 16.000 mẫu Anh mà thành phố Wichita Falls muốn xây dựng ở quận Clay, cách thành phố 30 dặm về phía đông. Các nhà lãnh đạo thành phố đã nộp đơn xin giấy phép của tiểu bang. Ủy ban chất lượng môi trường, cơ quan môi trường của tiểu bang sẽ bỏ phiếu về giấy phép của thành phố vào ngày mai. Nếu thành phố được cấp giấy phép cấp nước của tiểu bang, tiếp theo thành phố sẽ phải nộp đơn xin giấy phép với công viên quân đội Hoa Kỳ. Hạt giống cho kế hoạch của hồ bắt đầu khoảng 3 năm sau khi Russell Schreiber nhận công việc, tức là giám đốc công trình công cộng cho thác Wichita hồi năm 2008. Nó tàn khốc. Nhớ lại hồ Arrowhead, hồ chứa nước chính của thành phố, mà các hồ chứa khác sắp cạn kiệt như thế nào. Khi mà cái thác này nó gặp hạn hán, thì giai đoạn cao nhất được coi là thảm họa hạn hán, và thành phố đã ban hành các hạn chế về nước, cấm tất cả các hoạt động sử dụng nước không cần thiết như đổ đầy nước vào hồ bơi, sử dụng hệ thống phun nước và rửa xe, vân vân. Dạ vâng, thưa quý vị, tin từ Arlington. Chương trình bắn cung của Arlington ISD được vinh danh là nhà vô địch quốc gia cấp trung học. Chương trình này đã giành được 8 chức vô địch tiểu bang trong 9 năm và kỷ niệm chức vô địch quốc gia NASB ở cấp trung học vào ngày 11 tháng 5 vừa qua. Cuối tuần qua, đội đã giành được những danh hiệu cao nhất trong giải đấu trung học NASB sau khi giành chức vô địch tiểu bang lần thứ 8 trong 9 năm. Các trưởng nhóm nói với NBC số 5 là việc họ tập trung vào những khía cạnh vô hình của cuộc thi chính là chìa khóa dẫn đến thành công đáng kinh ngạc của họ. Bạn sẽ không muốn đứng trước một đội sử bắn này đâu. Tại cơ sở hiện đại của họ ở Nam Arlington, đội bắn cung đã cho nó bay đi. Alexander Villanueva, huấn luyện viên trưởng chương trình bắn cung của AISD, nói rằng họ đến với lòng quyết tâm có thể huấn luyện được, và điều đó dẫn đến thành công mà chúng tôi đã có được trong nhiều năm qua. Và không biết là Liên Bích và quý vị có nghe nói có một người đàn ông ở Bắc Texas đã đổi tên. Đổi tên để làm gì? Đổi tên và đang xin rất là nhiều nhiều người ủng hộ ký tên để anh ra ứng cử làm tổng thống. Người này là một giáo viên dạy toán lớp 7 của Brookview ISD và là cựu quân nhân. Đổi tên hợp pháp thành Literally Anybody Else vào đầu năm nay để tranh cử tổng thống trong đầu năm đầu tiên. Anh nói anh hy vọng có đủ điều kiện làm như vậy. Thẩm phán quận Terrell đã phê chuẩn cái việc đổi tên này, nói rằng đã kiểm soát, mặc dù là ông cho biết cũng không có thích thú về việc đổi tên của anh chàng này. Ông S nói, đây không phải là về tôi, theo nghĩa đen là bất kỳ ai khác. Nó là một ý tưởng, chúng tôi có thể làm tốt hơn trong số 300 triệu người làm tổng thống. Ông L đã nộp đơn lên ủy ban bầu cử liên bang, tham gia trò chơi tìm kiếm chữ ký để cố gắng giành được phiếu bầu vào tháng 11 của Texas với tư cách là một ứng cử viên tổng thống độc lập. Và hạn cho tới bây giờ thì cũng chưa có được nhiều chữ ký lắm. Anh nói rằng tôi không ảo tưởng, điều này rất khó thực hiện, nhưng không phải là không thể.
Hy vọng của tôi là có Donald Trump, có Joe Biden và sau đó có tôi là Dolly, anybody else. Tôi thực sự muốn có một lối thoát cho những người như tôi, những người đã quá chán ngấy việc giành chính quyền liên tục giữa hai bên mà không mang lại lợi ích gì cho người dân bình thường. Theo tiểu bang thì đơn đăng ký tham gia bỏ phiếu với tư cách ứng cử viên độc lập phải được nộp cùng với đơn thỉnh cầu và cả hai tài liệu phải được nộp vào hoặc là trước ngày 13 tháng 5 năm 2024. Các ứng cử viên có thể bắt đầu thu thập chữ ký cho bản kiến nghị của mình sau ngày 5 tháng 3 năm 2024. Nhưng có một trở ngại lớn, đó là bản kiến nghị phải có 113.151 chữ ký từ những cử tri đã đăng tên không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của một trong hai đảng. Các tiểu bang khác cũng có những yêu cầu và thời hạn tương tự đối với các ứng cử viên độc lập. Vì vậy, sẽ khó có thể nói rằng Els có thể đạt được điều này ở mọi người lĩnh vực trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo hay không. Cơ hội tốt nhất của anh chàng này là ghi tên làm ứng cử viên cho Bang Lone Star và những tiểu bang khác. Ở Texas á, thì một ứng cử viên viết tên vào chỉ phải ghi tên với tiểu bang nhưng mà không cần nhiều chữ ký để Bộ trưởng Ngoại giao chấp nhận phiếu bầu nếu cử tri viết tên họ vào tháng 11. Nói cách khác thì ông Els này phải trở thành một cái tên quen thuộc chỉ sau một đêm để có cơ hội tham gia chương trình lớn mà anh... Els nói rằng viết tên Els vào, chúng tôi thực sự không có lựa chọn khác trên lá phiếu. Nhưng mà việc ứng cử của Els giống như một lời kêu gọi tập hợp chống lại tình trạng chính trị hiện tại và những người mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang đề nghị điều hành đất nước. Trong một cuộc khảo sát của ABC hồi đầu tháng, người Hoa Kỳ được hỏi liệu họ có tin tưởng Trump, Biden hay không, ai sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn trên cương vị tổng thống. 36% người Hoa Kỳ cho biết họ tin tưởng Trump sẽ làm tốt công việc, trong khi 33% tin tưởng Biden và 30% không tin tưởng gì cả. Nhóm không, đó là nhóm mà Trump và Biden sẽ hết sức theo đuổi. Đó là những người thích như là ông Els. Els, ông tên là Dustin A.B. Trước khi đổi tên, cảm thấy như là cái việc ứng cử của mình không phải để giành chiến thắng mà là để gửi đi một thông điệp. Thông điệp đối với anh muốn những cử tri có cảm giác là theo nghĩa đen, anh là bất kỳ ai khác, tức là cái tên là bất kỳ ai khác cũng có thể làm cái việc này. Vâng, Liên Bích. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin cuối cùng của phần tin hôm nay. Và trước khi kết thúc thì từ Việt Nam ngày hôm nay, Ban Thường trực Bí thư kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã bị thay ghế đúng như tin đồn. Và cái sự kiện này nó cũng cho các báo đăng tải, nhưng mà người ta cứ nhìn cái hình từ xa thì cái bà Trương Thị Mai đó là được nhìn thấy ngồi ghế hàng đầu, nhưng mà cách cái ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thứ 6 chiếc ghế trống, và cũng có không có cái cảnh mà chụp hình của bà bắt tay bắt chân thân mật với ông Nguyễn Phú Trọng. Thì theo báo Quốc Nội, bà đã nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân của mình. Và thưa quý vị, đó là những phần tin cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả. Chào chị Diễm Quỳnh và chào tất cả quý vị với phần tin tiếp theo là câu chuyện trong ngày cùng với Đi Qua Anh Thái, sau đó là tình tự dân tộc cũng như là những tin chương trình khác trong ngày. Dạ vâng, Diễm Quỳnh cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin chiều ngày hôm nay. Diễm Quỳnh xin chúc quý vị bữa cơm ngon và xin hẹn quý vị đến những bản tin ngày mai. Diễm Quỳnh gửi lời chào đến Liên Bích.